Tất cả bạn và các em đã quay trở lại với Luyện Não Sáng Sớm ngày thứ 28. Và ngày hôm nay là chúng ta chiến đấu với nhau để thực chiến 8 cộng đề số 6. Rất kinh khủng bởi vì 28 ngày liền rồi. Thầy trò chúng ta cùng dậy sớm cùng với nhau chiến đấu để chiến đạo. Rồi, let's go, mình bắt đầu vào học ngày buổi ngày hôm nay nhá. Nào, các bạn cùng comment đáp án thầy nào, câu số 1 ạ. Như bạn đã thấy rằng là những cái đề gần đây thực chiến 8 cộng khá là chất, đúng không? Các bạn có bạn hỏi là thế thì có đủ để mà em ăn được 8 cộng không? Thì câu trả lời là thừa đủ luôn. Đúng rồi, công binh chiến đấu đi em. Nhá, chiến đấu để chiến thắng mà. Rồi, thầy chào Hồng Phương. Ok ạ. Chào mừng cả bạn và các em. Rồi, chiến đấu câu số 1. Ion có tính hữu xóa yếu nhất ạ. Ion có tính hữu xóa yếu nhất là ion nào có tính hữu xóa yếu nhất? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Vậy là gì ạ? Tính hữu xóa yếu nhất thì tương đương với anh kim loại của nó sẽ có tính khử mạnh nhất. Vậy nó chỉ có thể là anh Zn. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Các em nhá. Câu số 2. Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại? Câu số 2. Kim loại nào sau đây kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại? Các bạn lưu ý nhá. Mềm nhất. Mềm nhất trong số tất cả các kim loại. Anh nào? Cc đúng không? Chính xác. Cc chứ. Cc có thể cắt được bằng dao cùn nhá. Câu 3 nào. Câu 3 các bạn chọn đáp án gì nào? Câu 3. Câu 3 nào các em? Phenol. Phenol thì cái tính chất của phenol ấy nó là cái tính axit yếu. Tính chất của phenol đấy là tính axit yếu. Vậy thì phenol không phản ứng với chất nào sau đây? Vậy thì phenol thì nó sẽ chắc chắn tác dụng với Br2 để nó tạo thành kết tủa màu trắng. Chắc chắn nó tác dụng với Na để nó tạo thành khí H2. Chắc chắn nó tác dụng với NaOH. Đúng chưa? Vậy nó sẽ không phản ứng với Na hạt số 3. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đấy là đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhé. Câu số 4. Chất béo là triete của axit béo với anh nào? Chất béo là triete của axit béo với glycerol. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bò. Câu 5. Peptide nào sau đây có phản ứng màu Biore? Peptide nào sau đây lưu ý thầy từ 0 nhé. Không có phản ứng màu Biore. Peptide nào sau đây không có phản ứng màu Biore các em ạ? Đừng đọc nhầm. Thế thì những cái thằng mà có phản ứng màu Biore nó là từ tripeptide trở lên. Vậy thì không có phản ứng màu Biore thì nó chỉ có thể là anh nào? Gliala. Nào đúng đáp án gì? Câu số 6. Câu số 6. Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl? Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Kim loại nào sau đây không tác dụng được với HCl? Thế thì điều kiện để một anh kim loại tác dụng với HCl đó là các kim loại đấy nó phải đứng trước H. Đúng chưa? Vậy ở đây kim loại không là Ag. Câu 7. Ở nhiệt độ thường thì kim loại tan hết trong nước là CbA. Câu số 8. Đường nho là tên thường gọi của chất nào sau đây? Thì đường nho nó là tên thường gọi của glucose. Đáp án C. Câu số 9. Polymer nào sau đây có cấu trúc bạch phân nhánh ạ? Nào câu số 9 ạ. Polymer nào sau đây có cấu trúc bạch phân nhánh? Amylopectin. Đấy, thì câu 10. Hợp chất nào sau đây là amin bậc 2? Amin bậc 2 chúng ta là gì ạ? CH3 2 lần NH. Đấy. Thầy cho chúng ta vừa vượt qua được 10 câu dễ dàng đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Thầy mình rất cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình comment đáp án cũng như bình luận cũng như là chia sẻ buổi học này. Bởi vì đây là một học free và cái việc các em có máy đáp án cũng như là chia sẻ đấy là nguồn động lực để Thủy Vinh có thể dạy sớm liên tục với các em đến ngày hôm nay ngày thứ 28 rồi. Cảm ơn tất cả bạn và các em nhá. Chiến đấu để chiến thắng, quyết tâm thi đến mông lọ. Câu số 11. Câu số 11 ạ. Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit tạo ra sản phẩm đều phản ứng trắng bạc? Thì nó chỉ có thể là vinil format HCOO CH nối đôi CH2. Thủy phân trong môi trường axit H cộng cộng H2O thì tạo thành HCOH trắng bạc nha.
cộng với lại CH3 ZO trắng mặt nữa nhá. Vậy đáp án chính xác của chúng ta chỉ có thể là đáp án A mà thôi. Câu 12. Dung dịch H4 loãng phản ứng được với kim loại nào sau đây? Câu số 12. Dung dịch H4 loãng phản ứng được với kim loại nào sau đây? H24 loãng ấy, thì nó ăn được anh đào, nó ăn được cái anh kim loại đứng đằng trước thằng H đúng không? Vậy nó chỉ có thể là Fe. 13. Điện phân dung dịch CoS4 ở cathode thì thu chất nào sau đây? Cathode là nó ca chi ông tới. Ca chi ông là CO2 cộng. Nó sẽ biến thành Cu. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B, bỏ kèm nhá. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã câu chọn câu 13 đáp án B. Tuyên dương đỗ HNOE. Đấy, nếu mà em đỗ HNOE thì em trở thành là sinh viên HNOE, sư đệ của thầy. Cảm ơn bạn Thu Trên, Ami, cảm ơn Linh Chi, Vũ Vinh, Cấn Trai. Mạnh mẽ lên game, comment nhanh như nó nữa nha. Câu 14. Carbohydrate thuộc loại disaccharid là nào? Carbohydrate thuộc loại disaccharid là gì ạ? Saccharose. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 15. Chất nào sau đây là chất điện yếu? 15 ạ. Chất nào sau đây là chất điện yếu? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 16. Chất nào sau đây tác dụng với Be lần tạo thành kết tủa? 16 ạ. Chất nào sau đây tác dụng với BaOH lần mà tạo thành chất kết tủa? Chất nào nhá? Tạo thành kết tủa BaCO3 lần, đúng không? Cộng BaOH lần tạo thành kết tủa BaCO3. À. 17 ạ. Tên gọi của este. Các em thấy không? Điều kiện tiên quyết để mình ăn được 8 cộng là mình phải làm chính xác tất cả các lý thuyết. Tất cả nhá. 17. Tên gọi của este. Metin acetat. Đáp án đúng là đáp án B, metin acetat. Câu 18. Trong tự nhiên thì canxi sulfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước thì nó được gọi là gì? Nào. Co4 ngậm 2 lần H2O. Trong tự nhiên thì nó được gọi là gì? Co4 ngậm 2 lần H2O. Thì nó được gọi là gì? Vôi gì? Vôi sống á? Sai. Thạch cao sống. Đúng không các em? Đáp án chính xác chúng ta phải là đáp án D, thạch cao sống. Câu 19 ạ. Nào 19, các bạn chọn đáp án gì nào? Cho kim loại Cu tác dụng HNO3 đặc đun nóng thu được khí X màu nâu đỏ. Khí X là NO2 C. 20. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? 20. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Lâu nay không rảnh chơi phây. Vậy đó chỉ có thể là dễ. 21. Chất nào sau đây tác dụng với COS4 sinh ra kết tủa? 21 nha. Chất nào sau đây tác dụng với COS4 mà sinh ra được kết tủa? Chỉ có thể là B. Ta tạo nên kết tủa gì? COOH 2 lần. B, bỏ. 22. Kim loại nào sau đây hiện nay chỉ điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Kim loại nào sau đây chỉ điều chế phát điện phân nóng chảy? Al. Al chỉ điều chế phát điện phân nóng chảy Al23 các em nhé. 23. Kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là kim loại mà nó tồn tại ở điều kiện thường thể lỏng, được chưa các bạn? Thì nó là HG. 24. Dung dịch nào sau đây làm quỷ tím chuyển màu xanh? Gì ạ? Trimethylamine CH3 3 lần nữa. Amin thì làm quỷ chuyển thành màu xanh. Glycine không làm quỷ chuyển màu, do có số nhóm NH2 bằng số nhóm CO OH. Anilin không làm quỷ đổi màu, alanin vậy. 25. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn? 25. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn? 1A trong bảng tuần hoàn, lâu nay không rảnh chơi phẩy. A, K. 26. Công thức khoa học của canxi hydrocarbonat CaHCO3 2 lần. A. 27. Natri clorua công thức khoa học là C, NaCl. 28. Cho thanh kim loại
Fe và dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa? Ăn mòn điện hóa là A, do Fe tác dụng với Cu2 cộng tạo thành Fe2 cộng cộng Cu. Trên bề mặt thanh Fe sẽ có đồng bám vào hai điện cực khác nhau mà tản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu 29, dung dịch nào sau đây có thể oxy hóa sắt lên số xóa dương 3? C. 30, để xử lý chất thải có tính axit thì người ta phải sử dụng một cái anh chất mà anh đấy nó tác dụng được với axit. Thế thì tác dụng với axit thì nó phải là kiềm. Vì vậy nên là nước vôi trong, do một phần nữa là nước vôi trong rất là rẻ nữa. Đáp án đúng là đáp án B. 31, công thức hóa học của chrome 6 oxit là CrO3C. Thấy các bạn thấy không? Thế thì mình tăng tốc phát là kinh khủng không? Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học cùng với thầy Minh Merlin. Cái việc mà các bạn và các em comment đáp án cũng như chia sẻ lại buổi học này, đấy là một cái nguồn động lực để thầy Minh có thể thực hiện liên tục sáng sớm luyện não cùng với các em. Ngày hôm nay là ngày thứ 28 rồi. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Rồi, nhanh tay lên các em ơi. Luyện não sáng sớm ấy, là chúng ta đọc đề, chọn đáp án ngay, làm lý thuyết, làm bài tập, không ngừng nghỉ, để cho cái não của chúng ta nó quen với việc dậy sớm. Bởi vì cái kỳ thi của chúng ta đó là chúng ta thi vào buổi sáng, đúng không? Rất nhiều bạn không để ý đến việc là thi buổi sáng, thì chúng ta phải làm đề buổi sáng để ta luyện được cái khả năng tư duy cho não bộ, để mà từ đó chúng ta khi mà vào phòng thi ạ, chúng ta sẽ không bị làm sai ngu những câu dễ nữa. Vì đa số là các bạn mà bị mất điểm, 90% học sinh đi thi là bị mất điểm ở các cái câu lý thuyết dễ, chứ không phải là bị mất điểm ở những câu lý thuyết khó. Câu 32, công thức của methanol ạ. Dễ sẽ bao mất. Câu 33, số nguyên tử carbon trong phân tử axit stearic. Cái này mà các bạn mà không vẽ ra, các bạn không vẽ ra mà các bạn nhẩm trong đầu là các bạn bị toa. Được chưa? Không vẽ ra nhẩm trong đầu là chọn C đấy. Stearic C17 H35 COH 17 cộng 1 là 18. Dễ nhá. Dễ. 34, ở nhiệt độ cao, nhôm khử được sắt 3 oxit thành chất nào sau đây? Đây phản ứng nhiệt nhôm Al cộng Fe2O3 thì ta sẽ thu được là Al2O3 cộng với lại Fe, đúng chưa? Vậy ta sẽ thu được oxit là Al2O3, sinh ra chất là Al2O3. Ok các em nhá. Câu 35, các bạn chú ý là luyện não sáng sớm, sáng nào thì mình cũng dậy cùng các em vào lúc 5:15, chiến đấu liên tục đến ngày thứ 28 rồi, và chúng ta chuẩn bị sang ngày thứ 29, mai là ngày thứ 29, và chuẩn bị là tròn 1 tháng thầy trò chúng ta chiến đấu cùng nhau, rất kinh khủng. Và để nhân dịp kỷ niệm là tròn 1 tháng luyện não sáng sớm, thì thứ bảy tuần này, chiều tối thứ bảy, tối thứ bảy tuần này, thì mình sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng cho tất cả các bạn và các em đã theo dõi thầy mình nhá. Một món quà cực kỳ lớn và hứa hẹn nó sẽ giúp cho tất cả các bạn tăng nhanh điểm số trong một khoảng thời gian ngắn. Chú ý nhá, chú ý theo dõi buổi live tối thứ bảy của thầy mình. Câu 35, carbohydrate có nhiều trong bông đay gỗ là nguyên liệu để sản xuất tơ acetat chế tạo thuốc súng không có. Vậy thì carbohydrate này nó chỉ có thể là cellulose. D. 36, peptide nào sau đây có phản ứng màu biuret ạ? Nào, peptide nào sau đây có phản ứng màu biuret? Biuret. Đấy, biuret ạ. Gì ạ? Đi từ gì ạ? Tripeptide trở lên. Đáp án B. Thế mình thêm dặn thêm cho tiết lộ thêm một chút nhé, món quà này cực kỳ đặc biệt, bích luôn, nhưng các bạn nhanh tay để trở thành fan cứng của thầy Minh trước cái ngày được tặng quà để được ưu tiên nhé. Chứ thầy dự đoán rằng là cái hôm thứ bảy đấy sẽ có rất nhiều bạn nhắn tin, thì như ở bên trong fanpage ấy, thì những cái bạn nào là fan cứng thì lại ưu tiên được hiển thị tin nhắn trước đấy. Nên các bạn cố gắng tương tác thật nhiều với thầy Minh nhá, để lên phép cứng sớm đi. Câu 37 ạ. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? Câu 37 ạ. Tối thứ bảy thì live vào lúc 8:30 nhá. 37 ạ. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? 37. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần ạ? Thầy cảm ơn nhá. Thầy cảm ơn bạn Bin Music đã tặng thầy Minh một bông hoa hồng. Cảm ơn em. 37 ạ. Hòa tan được AlOH 3 lần thì nó là HCl dễ gẹt. 38. Tên gọi của CH3COCH3
metin acetat, đúng không? Đáp án gì? 39, tăng tốc các em nhá. Thầy cảm ơn bạn Tân Bùi Đinh nhá. Bạn Tân Bùi Đinh vừa tặng thầy một bộ bông hoa hồng. Cảm ơn em. 39, polymer nào cho đây trong thành phần chính chỉ chứa hai nguyên tố CVAT polyethylene, tại vì nói đây CH nối đôi C H2 nối đôi C H CH3. Đấy. Bỏ đi cái thằng nối đôi này. Xong. Được chưa? Đấy, chỉ có C và H, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy các bạn hay bị sai ở cái chỗ thằng polymer là do các bạn không nắm được công thức của polymer. Đúng không ạ? Thế thì cái kỹ thuật để mà học cái polymer này nhanh này, làm nhiều và loại cái tài liệu polymer của thầy Minh gửi tặng các em xuống để cày. Nếu mà các bạn nào chưa có thì lát nữa thầy Minh like xong thì mình sẽ đăng này. Được không ạ? 40, nước cứng có tính cứng toàn phần, tác dụng với chất nào sau đây tạo nên kết tủa màu trắng? C là 3,4. 41, có bài tập đầu tiên. Hóa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm K và NA và nước thu được dung dịch Y về đi H2. Trung hòa số mol của H2O4 bằng 0,03. Ta có số mol H2 bằng số mol của H2O4. Vậy bằng 0,03. 0,03 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 0,0672. 0,672. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án polyethylene, thì đọc nhầm này, polypropylene. Polyethylene anh này, thank you các em nhá. Thầy đọc nhầm thành polypropylene đấy. Trong một cơn mơ ngủ thầy đọc nhầm polyethylene thành polypropylene nhá. Polyethylene CH2 CH2. 41 đáp án chính xác chúng ta là 0,03 nhá. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn Ngọc Thái. Cảm ơn bạn Tiến Kiều. Thank you. Thank you các em. Câu 42. Vật liệu tổng hợp X tăng càng đấy, có hình sợi dài mảnh giữ nhiệt, tốt thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm, bệ thành lợi sợi len áo red, X bền nhiệt, bền trong môi trường axit và bazơ, không thể là tơ tằm được, không thể ni lông 66 được, bởi vì nó có liên kết NaCO, và do là nó có liên kết NaCO nên nó không thể nào mà bền trong môi trường axit và môi trường bazơ được nhá. Bỏ rồi. Thêm bông hay tơ nitron? Tơ nitron chính xác, đáp án đúng là đáp án B. Bỏ tơ nitron các em nhé. 43, các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh á. 43, phát biểu nào sau đây là không đúng? 43 nào. Phát biểu nào sau đây không đúng? Cho một đồng dung dịch FeCl3 dư thu dung dịch chứa 3 muối Cu cộng với Fe3 cộng thu được Cu2 cộng cộng Fe2 cộng, đúng chưa? Và ta thu được muối FeCl3 dư nữa, 3 muối. Đúng. Trong dịch AgNO3 dư và FeCl2 thu được kết tủa thì chỉ chứa một chất AgNO3 dư vào FeCl2 thu được kết tủa chỉ chứa một chất. Thu được kết tủa chỉ chứa một chất. Sai, mình sẽ thu được kết tủa là AgCl và Ag. Xong nhá, bỏ. Thế thì không đúng, là B luôn. Đúng không ạ? 43 không đúng là B luôn. Đấy, bây giờ mới gặp được những bạn sai này. Chia buồn bạn Lan Anh nhá. Chia buồn bạn Cay Có nhá. Đúng chưa? Chia buồn với tất cả bạn và các em đã không chọn đáp án đi. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời em ạ. Và thầy Minh tin chắc rằng là các bạn bị thầy Minh lừa ở câu này thì các bạn sẽ không bao giờ bị lừa ở trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Và tôn chỉ của thầy Minh là hãy lừa các bạn để các bạn không bị lừa nữa, đi thi không bị lừa nữa. Nên là mạnh dạn comment đáp án các em nhá. Được chưa? Thế còn ý dê không đúng, kim loại kiềm thì đều tác dụng với nước nhiệt độ thường là đúng nhá. Kim loại kiềm thì đều tác dụng với nước điều kiện thường. Kiềm thổ cơ, kiềm thổ mới sai, beri là không tác dụng nhá. Nhiều bạn bị nhầm. Câu 44. 8,5 điểm hóa thì dễ thôi, nếu em có nền. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải. 44 á. Dãy các chất được sắp xếp nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải. Nào. Tăng dần từ trái sang phải về đến cuối cùng là cái thằng mà có nhiệt độ sôi cao nhất. Thằng đứng cuối cùng mà có nhiệt độ sôi cao nhất thì chắc chắn nó phải là thằng axit. Đúng không? Axit. Axit, bỏ cháu này. Bỏ cháu này đi. Đứng đầu tiên là gì? Đứng đầu tiên là hydrocarbon, rồi đến ester, rồi đến ancol. Đáp án đúng đáp án A. À,
44 chúng ta đáp án chính xác là đáp án A các em nhé. 44 đáp án A. 45 tính toán. Tính toán này tính toán dễ thôi, chúng ta phải vượt qua được. Được chưa? Được chưa? Có, đúng rồi, khối lượng phân tử khối càng cao thì nhiệt độ, thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy càng cao. Nhưng lưu ý là cái này là tính ở trong cùng của dãy động đặc nhá. Chứ còn đầu tiên ấy, chúng ta phải thượng tôn cái gì ạ? Liên kết hydro. Liên kết hydro, thằng nào mà có liên kết hydro càng mạnh thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy càng cao, tính axit càng cao. 45. Số 1 của AG bây giờ phải thầy mình phải sử dụng máy tính rồi. Máy tính đâu? Đấy. Ta có ạ. Xem nào, số 1 của AG 1,62 chia 108 chia 108 bằng 0,015. Vậy thì mình suy ra được số mol glucose 0,015 chia 2 7,5 nhân 10^3. Thế mình nhân với 180 bằng 1,35 gram. 1,35 gram. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu tính toán rất dễ, chúng ta phải ăn được điểm những câu này. 46. Số chất trong dãy tác dụng đối với người khác là 4 loại. 46 ạ. 46 này ai này? Bao nhiêu chất ở trong dãy này tác dụng đối với H4 loãng? Các bạn nhớ không quên follow thầy mình, đặt theo dõi xem trước thầy mình để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào của thầy mình nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Câu 46 ạ. F2 không tác dụng với H4 loãng. Đúng không? F2 tác dụng chứ. F3-4 có. FeCl2 là không. FeOH3 lần là có. Nhá. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Ba cháu. Câu 47. Hai amino đơn chức bạch khởi tác dụng vừa đủ với VHCl. Thế ta sẽ có số mol HCl bằng M muối trừ M amin chia 36,5. Vậy sẽ bằng là 25,3 trừ 18 chia 36,5. Được không ạ? 25,3 trừ đi 18 chia bằng chia cho 36,5 bằng 0,2. 0,2 mà chia cho 1 thì bằng 0,2, 200ml. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. A. Thầy mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như comment các buổi học của thầy mình ạ. Cái việc mà các em mà comment đáp án cũng như là chia sẻ lại buổi học này, đấy là một nguồn động lực để thầy mình livestream không ngừng nghỉ 28 ngày hôm nay rồi. Và chuẩn bị là kỷ niệm tròn 30 ngày luyện đạo sáng sớm. Thầy mình có món quà đặc biệt dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Chú ý vào ngày hôm thứ bảy nhá. Câu số 48. Một mol triglycerid đích tác dụng với đá mát dư thu được một mol glycerol và 3 mol natri oleat, vậy nó là triolin C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Thì anh này ăn 3BR2. Vậy ta sẽ có số mol của BR2 13,26 chia mở ngoặc đơn này 12 nhân 17 cộng 33 cộng 44 cộng đóng ngoặc đơn nhân 3 đóng ngoặc đơn nhân 3. Thế thì thầy còn phải chỗ này nữa, phải mở ngoặc nữa, phát nữa, mở ngoặc không là toang. À thôi, gà thế nhở. Anh này là 8 bao nhiêu? Anh này 8 bao nhiêu? Đi tính phân tử khối này, phân tử khối của nó là 884. Tự nhiên bị lag đấy. Tự nhiên bị lag 13,26. 26 chia 88 bằng 0,015 mol. Vậy suy ra số mol BR2 0,045. Đáp án đúng đáp án B, chọn B luôn. Đấy, lag do thầy bị lag đấy. Rồi. Phải thật nhanh ạ. Câu 49. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp ethyl format và methyl acrylate. Ethyl format là HCOOC2H5. Methyl acrylate. Được chưa? Đây methyl acrylate đây. COOCH3. Tác dụng với NaOH thu được sản phẩm gồm 2 muối HCOONa C nối đôi C gạch COONa và 2 ancol CH3OH
và C2H5OH. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D, 2 muối và 2 ăn cồn nhá. Câu 50. Câu 50. Lên men mg tinh bột. Lên men mg tinh bột thành ancol etylic. Câu này rất hay luôn. Câu 50 cực hay luôn. Lên men mg tinh bột thành ancol etylic hiệu suất 81%. Tinh bột C6H10O5. Lên men thành ancol etylic thu được CO2. Hiệu suất 81 là 0,81. CO2 sinh ra cho vào dung dịch BaOH lần. Thu được kết tủa của chúng ta là kết tủa BaCO3. Số mol kết tủa BaCO3 là 17,37. 17,73 chia 197 bằng 0,09. Vậy mình suy ngược lại được số mol CO2 đúng không? Nhưng mà ở đây chưa có dư đâu. Và lưu ý ở đây không có từ dư nhá. Lọc kết tủa đun nóng dung dịch. Vậy trong dịch chúng ta sẽ còn có BaHCO3 lần nữa. Đun nóng lên thì lại thu được kết tủa nữa là BaCO3 nữa. Vậy số mol BaCO3 nữa của chúng ta nó sẽ bằng nào, số mol BaCO3 nữa của chúng ta nó sẽ bằng là 11,82 chia 197 bằng 0,06. Vậy suy ra BaCO3 là 0,06. Vậy bảo toàn nguyên tử nguyên tố C 0,09 x 1 cộng 0,06 x 2. Đấy, vậy là 0,06 x 2 cộng 0,09 bằng 0,21. Bảo toàn C kia đấy. 0,09 x 1 này cộng 0,06 x 2 này bằng 0,21. Vậy số mol CO2 là 0,21. Vậy suy ra số mol của tinh bột là 0,21 x 1 chia 2. 0,21 chia 2 thuận thì nhân hiệu suất nghịch thì chia hiệu suất chia 0,81. 0,21 chia 2 chia 0,81 bằng nhân với 162 bằng 21. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án B các em ạ. Đấy nha, tiên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án đúng là đáp án B. Đây là một câu tính toán lừa lọc. Câu 51. 0,3 mol metinamin thì tác dụng thì ta sẽ có là số mol của NH2 sẽ chính bằng số mol của HCl và bằng 0,3. Vậy 0,3 chia cho 2 thì bằng 0,15. Vậy V bằng 150. Đáp án dễ. 52 đâu các em? 52 các bạn chọn đáp án gì ạ? 52 đáp án nào là đáp án không đúng ạ? Phải thật nhanh. Để ăn được 8 điểm chúng ta phải ăn được full toàn bộ lý thuyết, kể cả lý thuyết đúng sai và những câu bài tập cơ bản. Câu 5 bạn. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Polyenantamid dùng để sản xuất cao su. Sai luôn. Đồng trùng hợp butan 1,3DN và acrylon nitrin thu được polymer dùng để sản xuất cao su buna. N đúng. Trùng hợp styrene thu được polystyrene đúng. Một số polymer tính cách điện, cách nhiệt như polyethylene, polyvinyl, clorua đúng. Vậy sai chúng ta là 52 sai là rồi, chính xác rất tốt. 53 3,36g Fe, số mol Fe 3,36 chia 56 bằng 0,06 mol. Vậy mình đi bảo toàn E. Fe tác dụng 24 đặc nóng rồi lên Fe dương 3. 3 nhân 0,06 bằng S dương 6 với S dương 4 hai lần số mol SO2. A bằng 0,09 mol. Đúng chưa? 0,09 mol. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C kèm nhé. 0,09 C. 54. Số chất tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được kết tủa. Bắt đầu đến những câu lý thuyết đếm rồi. Nào 54. 54 các bạn chọn đáp án gì nào các em? 54 comment đáp án này mình. Comment đáp án nào, comment phải thật nhanh. Nào các bạn cùng comment đáp án xem nào. Câu 54. 54 đáp án gì ạ? Những câu này rất rất hay. Câu 54. Hôm nay chúng ta có rất nhiều câu lý thuyết đếm hay và trong này cũng có một câu về thí nghiệm hữu cơ mức độ vận dụng cao mà thầy Bình rất thích. Nào câu 54. 54 chúng ta chọn đáp án gì các em? Năm chất sau số chất tác dụng với lượng dư BaCl2 thu được kết tủa. Nhiều bạn bị lừa câu này. NaCl3 là 1, CO2 0,
NaCl4 là 2, NaCl 0, BaCO2 lần 0, chỉ có 2 thằng thôi. Đáp án đúng đáp án C. CO2 trừ cộng Ba2 cộng, SO4 trừ cộng Ba2 cộng thì nó đều sinh ra kết tủa hết. Các bạn lưu ý nhá. Ok chưa? 55. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 khi kết thúc phản ứng? Nào. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 khi kết thúc phản ứng, các em nhá. Thu được muối sắt 2. FeHm3 bằng nóng là không được. Fe với Cl2 tạo thành FeCl3 không được. Fe23 và HCl Fe dương 3 không được. Chỉ có D thôi. D là đáp án chính xác. 56. X là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, tạo nên bộ khung của cây cối. Vậy X chắc chắn là sen. Thủy phân hoàn thành X thu được Y. Trong mật ong Y chiếm khoảng 3%, vậy Y chắc chắn là glu. Phát biểu là do đây là đúng. Y phản ứng lên men tạo được ethylic đúng. Y độ ngọt lớn đường mía là sai. Y bị khử là sai. Y bị oxy hóa. XY là sen và fructose là sai. Đáp án đúng là đáp án A. Thế nghĩa là nhiều bạn sẽ chọn nhầm là D. Có bạn nào chọn nhầm D? Ô, không bạn nào chọn nhầm là D ạ. Ồ, tuyên dương tất cả bạn đã chọn A nhá. Rất tốt. Tuyên dương tất cả các bạn và các em đã chọn đáp án A, không bị thầy mình lừa. Câu 57. Mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta đều có một mong muốn là không bị thầy mình lừa. Câu 57 ạ. Số phát biểu đúng là 57 nào. 57 chúng ta có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Một số ST có mùi thơm, không độc, được dùng làm hương liệu trong công nghiệp, thực phẩm, mỹ phẩm. Đúng. Đúng nhá. Được chưa? Bình thường mà, dễ mà. Đúng không? Rất đơn giản. Đơn giản, dễ chơi. Rồi, ta có tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ. Gạo nếp chứa nhiều amylopectin hơn gạo tẻ. Đúng. Khi nấu canh cua thấy các mảng riêu cua nổi lên do sự đông tụ protein do nhiệt độ. Đúng. Protein thì nó bị đông tụ bởi nhiệt độ, bởi axit và bởi kiềm. 4. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch sai. Phản ứng hoàn toàn. Chúng ta có 3 nhận định đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Chúng ta có tổng cộng 3 nhận định đúng nhá. 58. Đây là những câu lý thuyết đếm rất hay. 58 nào. Các bạn chọn đáp án cộng 58 nào. 58 đáp án gì? Ta phải luyện level đến mức mà chỉ có chọn thôi. Rất nhiều các bạn 2K6 học thầy Minh đến ngày hôm nay, ngày thứ 28 thì các bạn nói rằng là bây giờ lý thuyết đếm không còn là nỗi sợ của em nữa. Không còn là nỗi sợ các bạn nữa. Các bạn không quên follow đặt xem trước thầy Minh để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào của thầy nhá. Luyện đao sáng sớm 5:15 mỗi sáng, mỗi ngày liên tục từ giờ đến hôm thi. 58. Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện thoại. Hai nền cực. Một có. Hai không. Ba có. Bốn có. Đúng chưa? Rất nhiều bạn bị lừa đấy. Thằng ba không có đâu. Bởi vì đông làm sao đầy được kẽm. Ta chỉ có hai thằng thôi. Là thằng một và thằng bốn. Được chưa? Ta chỉ có hai thằng thôi. Thằng một và thằng bốn. Đáp án đúng là đáp án C. Xem bạn nào bị lừa không? Xem bạn nào bị lừa không? Có bạn nào bị lừa không? Tiếc thế, không bạn nào bị lừa. Không bạn nào bị lừa. Buồn thật, các bạn tinh thế. Bạn giỏi thế. Đúng học sinh thầy mình vậy. Bị thầy mình lừa suốt rồi. Đúng rồi, CU không chơi được ZN. Đây này. Câu 59, một câu thí nghiệm rất hay. Đây một câu thí nghiệm vô cơ, mức độ vận dụng cao nhá. Thầy mình rất thích nếu mà nó có trong đề thi năm nay. Nếu mà chúng trong đề thi năm nay là các bạn phải bảo là ôi thầy mình dạy trung tủ nhá. Ok chưa? Câu 59 ạ. 5 giọt COS4 khoảng 1 mL, lắc nhẹ gạn bỏ, rót thêm 2 mL dung dịch glucose. Thế ông nghiệm chứa CO2 lần lắc nhẹ. Thí nghiệm 2, thí nghiệm 3, thí nghiệm 1 chứng tỏ glucose có nhiều nhóm OH đa kể. Xem nào, cho glucose vào, lắc nhẹ, đúng rồi, nhiều nhóm OH đa kể, đúng. Thí nghiệm 2, protein CO2 lần màu tím, đúng. Thí nghiệm 3, Fe tác dụng H4 loãng dư thì chắc chắn tạo thành Fe dương 2. 5 phút tác dụng với K2CR27 thì Fe dương 2 tạo thành Fe dương 3. Và CR2O72 trừ thì tạo thành CR dương 3. Thì CR2O72 trừ thì tính oxy hóa.
FE thì tính khử, thằng này tính không xóa thì bị khử, đúng. 1, 2, 3 đều đúng các em nhé. 1, 2, 3 đều đúng, phải làm thật chắc những câu này, được không ạ? 4, cả 3 thí nghiệm đều có sự thay đổi màu sắc, chính xác. Thằng 1, thằng 2 ta nhìn rõ, nhưng thằng 3 là từ màu da cam, đúng chưa, mất màu da cam. 5 ạ, cả 3 thí nghiệm đều xảy ra phản ứng xóa khử là sai, chỉ có thằng số 3 là ô xóa khử thôi. Mình có 1, 2, 3, 4, 4 đã phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Đa số các bạn đều sợ những câu thí nghiệm mức độ vận dụng cao như này, nhưng học thấy mình thì không sợ. À, cái sơ đồ này là sơ đồ bên dưới. Sơ đồ này là sơ đồ câu 60. Sơ đồ này nè, sơ đồ này là sơ đồ câu 60. Những thanh kẽm thanh đồng không tiếp xúc với nhau và ống đựng dung dịch H2O loãng nối thanh kẽm thanh đồng bằng dây dẫn một khóa X, nhìn vẽ sau. Khi mở khóa X hay đóng khóa X, thanh kẽm đều bị ăn mòn. Chính xác nhỉ. Khi mở thì nếu mà thi mở khóa X thì thanh kẽm bị ăn mòn đúng không? Đóng khóa X thì thanh kẽm bị ăn mòn điện hóa. Đúng. Thay đồng vào thanh MG thanh kẽm vẫn bị ăn mòn điện hóa, sai. Bởi vì thay đồng bằng MG thì lúc đấy nó hình thành MgZn, MG là mạnh hơn ZN nên MG bị ăn mòn. Nhá, B sai. Đóng khóa X dòng nghe chuyển rời thanh đồng sang thanh kẽm là sai. Thanh kẽm sang thanh đồng. Được chưa? Thanh kẽm sang thanh đồng. Tốc độ bọt khí thoát ra khi mở khóa X và khi đóng khóa X là như nhau, sai. Mở khóa X thì tốc độ khí thoát ra thấp, đóng khóa X thì tốc độ thoát ra khí nhanh. Khi đóng khóa X thanh kẽm nó vai trò cực âm và bị oxy hóa. Cực âm là đúng. Được chưa? Bị oxy hóa đúng. Vậy ở đây chúng ta chỉ có hai nhận định đúng là A và D. Hai đáp án đúng, đáp án B bỏ các em nhé. B bỏ. Câu 61. Câu 61 câu cuối cùng rồi. 61 câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay các em ơi. 61 câu cuối cùng, có bạn vừa hỏi là bao nhiêu câu. Bao nhiêu câu, thế là thầy bảo luôn là câu 61 câu cuối cùng. Đấy, chúng ta chiến đấu để chiến thắng. 61 cho phát biểu sau. Công thức phân tử của axit adipic nhá. Nào. Công thức phân tử của axit adipic. Axit adipic ạ. Đây. HOOC CH2 tất cả 4 lần COOH C6H10O4 A đúng. Số nhóm OH trong phân tử saccharose là 8, chính xác. Ở điều kiện thường tất cả các chất béo thì đều tan tốt trong nước. Ở điều kiện thường tất cả các chất béo đều tan tốt trong nước là sai, đúng không? Sai le luôn. Dùng nước brom phân biệt được fructose và glu, đúng. Glucose thì làm mất màu dịch nước brom, fructose thì không. Tonitron bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt nên dùng để dệt mà vải may quần áo ấm, đúng. Được chưa? Vậy ở đây ta sẽ có 4 cái phát biểu đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ta có 4 cái phát biểu đúng. Ok nhá. Ok nhá. Ok nhá. Hello. Xin chào tất cả bạn và các em. Hello hello. Xin chào tất cả bạn và các em. Như các bạn và các em đã quan sát đấy, thì thầy vừa mới thực hiện cái buổi live luyện não sáng sớm ngày thứ 27, chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em. Ngày thứ 28 chứ. Mai là ngày thứ 29 rồi. Được chưa? Mai là ngày thứ 29 rồi. Nên là rất là mong muốn tất cả các bạn và các em nhiệt tình chia sẻ cũng như comment đáp án, follow thầy Minh để thầy Minh sánh bước cùng với tất cả các bạn và các em trong những ngày cuối cùng này. Được không ạ? Và không quên nhá, sáng nào cũng dậy sớm 5 giờ 15 phút sáng để chiến đấu. Chúng ta chiến đấu với nhau cho các kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Và tối thứ bảy tuần này thầy Minh sẽ có món quà đặc biệt để kỷ niệm tròn một tháng luyện não sáng sớm cùng với tất cả các bạn và các em, để tri ân tất cả các bạn và các em. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi thầy Minh và ủng hộ thầy Minh nhá. Bye bye, chào tạm biệt các bạn và các em. Hẹn gặp lại các em vào sáng mai. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.